Đến với thôn Pleiser Đờ Rập, xã Đắc Năng, thành phố Kon Tum, những ngày này, mọi người đều nhận thấy sự thay đổi rõ nét. Các tuyến đường bàn cờ quanh thôn đều được bê tông hóa sạch sẽ. Những vườn cây cà phê, cây ăn quả trải dài khắp thôn và những chậu cây cảnh luống hoa đang khoe sắc thắm. Bà con dân làng đang tất bật hoàn thành các công việc còn lại, chuẩn bị đón năm mới hạnh phúc, đủ đầy. Có được sự chuyển mình toàn diện về kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội của thôn là nhờ thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Với việc tập trung mọi nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn, tiềm năng và lợi thế của địa phương, chi bộ và ban nhân dân thôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh toàn dân, tạo niềm tin, sự hào hứng tham gia của bà con dân làng. Nhưng mà sáng thứ hai thường xuyên tôi thay đổi đã phổ biến cho bà con, nhất là thay đổi nơi nếp cách sông, một là cây mới thì một là sầu riêng, hai là cây mắc ca, mà cứ mà hàng tuần thứ bảy tự tông giòn, nhà ai cũng tự tông giòn, mà riêng chỗ nhà rong thì cái đó là đoàn thể thôn và các ban ngành thôn thì tập trung hết bình nhà rong để tông giòn, cứ ngày thứ bảy chiều thứ bảy để tông giòn, rồi thứ hai cho cơ để thế nó sạch sẽ. Mà riêng chỗ thôn sáng thứ hai nào cũng chào cơ, đông đủ hết. Thôn Pleiser Đờ Rập có 342 hộ, 1.550 nhân khẩu. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 99,7%. Kinh tế chủ yếu làm nông nghiệp là chính. Nhận thức rõ để triển khai các chương trình đạt hiệu quả, cần có sự nỗ lực của mỗi gia đình. Bà con dân làng Pleiser Đờ Rập đã tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hiện thôn có hơn 300 hecta cây cao su, cà phê, gần 30 hecta cây quả, đàn gia súc, gia cầm chú trọng phát triển. Với suy nghĩ muốn thoát nghèo cần phải chuyển đổi cây trồng và chăm chỉ làm ăn, trên diện tích đất vườn đất dãy trước đây trồng cây mì hiệu quả không cao. Ông A Khu chuyển đổi trồng cây quả chăn nuôi. Nhờ có thu nhập ổn định, ông cho các con ở riêng, xây nhà, sắm sửa vật dụng, đảm bảo sinh hoạt cho gia đình. Trước đây á, đất đây á, tôi trồng cây mì mà tôi thấy năng suất nó không được, năng suất cao. Bây giờ tôi lại bỏ cây mì, tôi lại trồng cái sầu riêng, nhà nước do nhà nước quan tâm cho tôi mấy cây sầu riêng tôi phải trồng. Tôi lo chăm sóc để làm sao sau này con cháu tôi mới được thu hoạch rồi bán rồi để nâng được cái đói, giảm được cái nghèo ấy, để bà con ấy nó làm theo tôi, sau này nó phải làm theo tôi ấy. Nếu mà thấy tôi làm được sau này bà con vẫn làm theo. Hưởng ứng phong trào tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, bà con dân làng làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc gia cầm. Trong năm 2022, người dân đã trồng 1.800 cây phân tán, đồng thời chủ động trồng hoa cây cảnh trước nhà, tạo không gian thêm xanh, sạch đẹp. Mỗi buổi sáng, chị muốn cái nhà chị sạch, xanh sạch đẹp, chị phải sáng sớm chị dậy, chị quét nhà, sáng sớm, chiều tối chị cũng phải quét, rồi xong rồi đó chị quét, rồi chị tưới hoa, rồi chị trồng cái cây hoa đây là hoa hồng để 4 năm rồi, còn các loại hoa như hoa bông trạc, rồi hoa giấy, hoa sim, rồi thường xuyên cắt tưới cho nó mới đẹp. Nhờ năng động sáng tạo trong làm ăn, đến nay, trên địa bàn thôn có 153 hộ khá giàu, số hộ nghèo giảm chỉ còn 5 hộ. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng trên năm, tăng 2 triệu đồng so với cuối năm 2021. Năm 2022, thôn có 307 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97%, tăng 2% so với năm 2021. Các tuyến đường quanh thôn được bê tông hóa và nhiều tuyến đường được bà con đóng góp mắc điện chiếu sáng. Đời sống mọi mặt của bà con dân làng được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Trên bản thôn Đờ Rập thì thực hiện cuộc vận động thì đã xây dựng các mô hình như mô hình đoạn đường sáng xanh sạch đẹp. Rồi là thôn Đờ Rập đã có triển khai việc mà bắt điện công lộ trên bản thôn với 47 bóng với số tiền của người dân đóng góp là 98 triệu 700 nghìn đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng đạt trên 97%, và đặc biệt là đã giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như cồng chiêng, múa xoang và các nghề truyền thống.
đan lát. Sau nhiều năm phấn đấu, từ một thôn có nhiều hộ nghèo, đến nay Blazer Đà Rập đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Nhờ các chính sách hỗ trợ đa dạng toàn diện cùng sự thay đổi cách nghĩ cách làm của bà con dân làng, nên kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao. Hiện thôn Blazer Đà Rập là thôn điểm được thành phố Kon Tum chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.